từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, bệnh viện đã huy động đông đảo y bác sĩ dốc sức cấp cứu, chữa trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng làm 5 người tử vong, 4 người bị thương nặng. Trước đó, vào khoảng hơn 9 giờ ngày 3 tháng 4, tài xế Hoàng Ngọc Anh điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát 73H00942 chở dưa hấu và 9 người trên cabin lưu thông theo hướng Đông Tây đến tỉnh lộ 643 thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên, thì xe bất ngờ đâm vào vách núi, lật nhào. Bác sĩ Trần Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn giao thông, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn bệnh viện, huy động khoảng 50 y bác sĩ tập trung để phân luồng nhanh chóng và tổ chức tiếp nhận cấp cứu một cách hiệu quả nhất cho các nạn nhân. Tất cả các nạn nhân khi được đưa vào bệnh viện đều trong tình trạng đa chấn thương. Đến chiều ngày 3 tháng 4, 5 nạn nhân đang được chăm sóc chu đáo và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên là Bùi Thị Hòa, trú tại Quảng Ngãi, bị đa chấn thương, gãy xương cẳng tay. Nguyễn Văn Bảy, trú tại Bình Định, bị đa chấn thương, chật khớp mu, gãy cánh xương cùng bên trái. Nguyễn Long Giang, trú tại Quảng Bình, bị thương ở bàn chân, đùi. Huỳnh Công Dương, trú tại Bình Định, bị gãy xương đòn, đa chấn thương. Phan Văn Dũng, trú tại Bình Định, bị gãy xương bánh chè bên trái. Hiện sức khỏe các nạn nhân đang được phục hồi và dần vượt qua giai đoạn nặng. Đại diện chính quyền địa phương cũng như là lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tiến hành thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định gồm tài xế Hoàng Ngọc Anh, sinh năm 1991, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Nguyễn Văn Lĩnh, sinh năm 1983, Võ Thanh Tuấn, sinh năm 1976 và Thái Thị Việt Kiều, sinh năm 1980, cùng trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn Quốc gia cho biết, hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đang chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó làm rõ việc xe tải nhưng lại chở thêm 9 người.